Thư nè má. Con chào bác. Quyết định cưới một cô gái thua kém mình về nhiều mặt, người chồng trẻ bước vào cuộc hôn nhân với tâm thế ban ơn. Tôi chọn Thư, má tôi chê không xứng, thiệt thòi cho tôi. Muốn cho cái nhà này yên ấm á, thì hồi trước sao bây giờ vậy đi, không có nói nhiều. Có nghĩa là anh đi đâu làm gì cũng được, còn em phải xin phép anh hả? Thì sao nữa? Như vậy là không công bằng. Được làm vợ thằng Côn, làm dâu nhà này á là phước mấy đời nhà cô rồi. Cô còn muốn đòi hỏi gì nữa? Ở trong cái gia đình này á, con cảm thấy không được tôn trọng. Mình chấm dứt mối quan hệ này đi. Tuy nhiên, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Thách cô đó. Chuyện gì cũng có giới hạn, đừng có thách em. Cảm nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc với câu chuyện Người chồng gia trưởng trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.